Chào mọi người nha. Hôm nay Vi giới thiệu cho các bạn một cái bộ sản phẩm thần thánh. Đây chính là vỏ hộp của em đó này. Đây là một cái combo sạc nhanh cho iPhone ha. Thì một cái combo như vậy á, nó gồm có cả sạc không dây, sạc có dây, cũng như sạc dự phòng luôn, đầy đủ. Một combo như vậy thì Vi mua có giá là 700 ngàn các bạn. Này là mua trên Facebook á, rất xịn sò luôn. Bi cũng đã sử dụng thử một khoảng thời gian rồi. Đây là cái iPhone 13 mini của Bi. Thời buổi giờ á, để mà nói chung là kiếm tiền để mua được một cái sản phẩm điện thoại xịn đã là khó rồi, mà tiếc chi ít tiền để mà xài những cái sạc điện thoại nó không có chất lượng á, nó sẽ làm cho chất lượng pin của máy bị đi xuống một cách nhanh chóng. Đó. Mà đặc biệt là những cái dòng máy từ iPhone 12 trở đi là nó còn không không còn có cục sạc đi kèm nữa rồi, mình phải đi mua ở bên ngoài á, mà mua bậy bạ thì nó sẽ không tốt nha. Ở đây nè, bộ sản phẩm sẽ bao gồm một cái gốc sạc 20W. Cái gốc sạc này á thì sẽ đi kèm một cái sạc MagSafe không dây gắn trực tiếp vô trên đây luôn để sạc nha. Ngoài ra thì còn có một cái cọng cáp USB-C to Lightning nè, cũng sạc nhanh, hỗ trợ sạc nhanh. Một cái ốp lưng có từ MagSafe cho điện thoại của mình. Rồi tiếp theo là một cái cục cục sạc dự phòng hỗ trợ sạc không dây MagSafe nha. Có dung lượng là 5.000 mAh. Cái này cũng là đầu sạc Lightning luôn. Rồi bây giờ á, cái này á thì mình phải tháo cái ốp này ra, tại vì cái ốp này nó cũng dày quá. Sạc thì vẫn sạc được bình thường nhưng mà nó không có nhanh đó các bạn. Ơi, cái ốp thì cứng quá thiệt tình luôn. Cái ốp này là bị mua trên Shopee nè. Mua trên Shopee. Xong rồi cái mua xong được mấy ngày cái cục sạc bị hư. Đâm ra thấy quảng cáo cái bộ sạc này á. Trời ơi nó cứng quá đi. Rồi Bi sẽ thử cho các bạn coi nha. Đây, sạc đây nè. Mình sẽ lau đi cái phần này để cho nó sạch. Mình ảnh vô. Nó hết vô luôn nè các bạn, nó hết vô luôn nè, hết vô điện thoại luôn nè, và nó sạc luôn nha, rất tiện lợi luôn. Bởi vì khi mà xài điện thoại mà không có xài ốp á thì rất là tiện dụng. Cái này cầm như đây là mình đi du lịch thoải mái, mình đi chơi game thoải mái luôn ha. Rồi cái này là không có ốp thì nó hết rất chặt. Ngoài ra thì mình vẫn có thể dùng ốp của nó, thì ốp của nó có thiết kế đặc biệt để mà mình có thể sạc bằng này. Cái này là sạc không dây MagSafe hỗ trợ sạc nhanh luôn các bạn nha. Đây, cái ốp của nó có thiết kế đặc biệt cái dòng này nè. Đó, thì mình có thể tha hồ mà sạc không dây luôn. Đây, vừa khít luôn nè. Đó, khít vô luôn thấy không? Khá là tiện lợi. Đó, khít vô luôn, khít vô cái ốp luôn. Đó, thấy không? Thì ha. Thì cái này mình chỉ việc là mình bỏ vô mình sạc thôi. Và điều thú vị, một cái điều thú vị nữa là cái đế sạc này có thể hỗ trợ sạc cho các tai nghe không dây, như là cái AirPods này đây. Khá là nhanh và tiện dụng luôn. Thì nguyên một cái combo này rất là gọn mà mình có thể sử dụng khá là tuyệt vời đúng không ạ? Mà Vi đã test rồi, tốc độ sạc khá là nhanh, khá là ổn. Thì khoảng chừng 45 đến 50 phút là có thể sạc đầy được điện thoại rồi. Sạc nhanh đó nha. Còn bình thường sạc sạc những cái cục sạc mà mình mua ở ngoài thị trường á thì nó cũng đâu đó là khoảng tiếng rưỡi mới đầy. Đang fan rất tiện luôn, cầm dưới đây rất nhẹ nhàng ha. Đó, cục sạc nó còn có cái đèn báo ở đây nữa nè. Đó. Nè, hồi nãy là 20%, bây giờ mới vô có chút xíu mà được 26% nữa các bạn. Rất nhanh luôn ha. Đó. Đây, cùng nhìn lại sản phẩm nè. Cái này là gọi là mua một được ba. Một cái, hai cái, thêm cái sạc không dây nữa. 5.000 mAh thì cũng sạc được 2 lần rồi chứ bộ. Quá tiện dụng luôn ha, chỉ với 700 ngàn thôi. Đó. Tuyệt vời, khá tuyệt vời. Cho bạn nhìn kỹ lần nữa này. Đây, thấy chưa, tuyệt vời chưa? Đó. Cái này còn sạc được cho cả AirPods nữa. Đó. Thích thì sạc có dây thì mình đem cái cọng có dây vô đây, còn không thì mình xài sạc không dây nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi. Kính chúc các bạn có nhiều sức khỏe. Nhớ là đã mua được điện thoại rồi thì cố gắng đầu tư cho một bộ sạc có chất lượng để mà bảo vệ cái điện thoại của mình để sử dụng lâu hơn với nó nha. Xin chào, hẹn gặp lại.